Kho cấp phát xăng dầu cho máy bay khu vực miền Bắc ở cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng là khu vực có vị trí đặc biệt nguy hiểm về an toàn cháy nổ. Nhiều năm qua, tại đây đang tồn tại nguy cơ mất an toàn khi mà công trình mở rộng cầu cảng liền kề không đảm bảo quy định khoảng cách phòng cháy. Điều đáng nói là sau hai lần bị dừng thi công, công trình này lại đang được phép triển khai, khiến nhiều người lo ngại là nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ khi nào. Kho cung cấp xăng dầu 19 tháng 9. Mỗi ngày có hàng trăm xe ô tô chuyên dùng và tàu biển tiếp nhận xăng dầu. Cách đó không xa là công trường thi công mở rộng cầu cảng của công ty PTSC Đình Vũ. Dù luật phòng cháy chữa cháy quy định việc mở rộng cảng hạ lưu phải đạt khoảng cách với cảng dầu khí tiếp giáp là 300m. Thế nhưng đây là khoảng cách thực tế và đã được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng cấp thẩm duyệt. Cái đấy là thẩm định trên cơ sở của cái bản vẽ của cái đơn vị thiết kế đấy. Ta xác định rõ các cái mốc giới tọa độ. Sau hai lần bị dừng thi công, công ty PTSC Đình Vũ xin điều chỉnh công năng thành cảng dầu khí và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cơ quan chức năng đã không tính đến khoảng cách giữa cảng dầu khí mở rộng với cảng tổng hợp cũ của chính công ty PTSC. Còn Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng cho biết mới chỉ cấp thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy chứ chưa nghiệm thu. Khi đưa vào hoạt động, doanh nghiệp phải tự vạch ra một khoảng cách an toàn. Có những lúc mà sẽ phát sinh ra các ngọn lửa thì vạch cho người ta cái dạ, tự trong cảng vạch hay mình vạch, họ phải tự vạch chứ. Thế thì người ta muốn quản lý thế nào thì đấy là việc của họ. Tuy nhiên, theo các luật sư, việc xác định khoảng cách an toàn là cố định và phải được thực hiện khi tiến hành thẩm duyệt. Khoảng cách an toàn cố định chứ không thể là bất di bất dịch được, lúc thì 40m, lúc thì 30m, lúc thì 300m, không thể như thế được. Lo ngại nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đại diện kho xăng dầu 19 tháng 9 đã nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng, nhưng 4 năm qua sự việc chưa được giải quyết. Chúng tôi mà xuất nhận hàng hóa về xăng dầu thì lúc đó là cái hơi của xăng dầu nó đang khuếch tán ở khu vực đó lân cận rất là lớn. Nếu như chỉ cần một bên đó khi mà vận hành mà có một tia lửa phát ra từ bên đó thì cả một khu này tôi khẳng định có thể bùng cháy lên được. Hàng ngày, những chiếc cọc bê tông vẫn đang khẩn trương đóng sát khu vực cầu cảng. Câu hỏi đặt ra, ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố mất an toàn ở kho xăng dầu và sự an toàn cháy nổ của cả khu công nghiệp Đình Vũ?